Rồi chúng ta xem lại cái phần buổi trước đã học H1D Review Select. Đúng không ạ? Chúng ta đã học thứ nhất là một, tức là chúng ta nhúng cái CSS vào HTML đúng không? Cách chúng ta sử dụng nhúng CSS vào HTML thì chúng ta có nhất là nhúng như là cái thuộc tính style đúng không nhỉ, ta gọi là inline style, đúng chưa nè. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng phần tử style, tức là tag style trên cùng một trang. Và cái thứ ba chúng ta sử dụng là file CSS, ba cách đúng không? Đấy. Chưa nhỉ? Cái thứ hai thì cái cú pháp của nó, cú pháp của CSS selector thì chúng ta sẽ có là nó tương tác thông qua cái tag HTML, tương tác thông qua thuộc tính ID, thông qua ID ta biết luôn là thăng đúng không ạ, thông qua class. Đấy. Tương tác thông qua class. Cú pháp tương tác nữa chúng ta sử dụng như là tag 01 phải tag 02 để chúng ta quy định các cái tag 01, 02 nó có thể là HTML, là ID, là class. Ta bổ sung thêm đây nữa đi, ví dụ như là tag 01 cái thuộc tính bằng giá trị đúng không nhỉ. Đấy. Ta xử lý. Hoặc là chúng ta sử dụng cái cú pháp tag 01 tag 02 đúng không? Ta sử dụng cái cú pháp tương tác như là tag 01 mũi tên tag 02. Đấy. Chúng ta có thể sử dụng cái khái niệm tag 01 ngã tag 02. Đúng không? Cái tag 01 02 như thể nói nó có thể là các cái thành phần ở trên này. Đúng không? Chúng ta có cú pháp là tag 01 cộng với tag 02. Những cái thành phần này ta đều đã mô tả cái ví dụ tương ứng. Được chưa nè? Đấy. Chúng ta có thể xử lý với các cái ngữ cảnh như là hover, như là gì? Before, như là after. Đúng không ạ? Rồi chúng ta xử lý ở trong các cái danh sách hoặc là trên các cái đoạn văn. Ta có khái niệm như là first child. Chúng ta có last child để truy xuất đến cái phần tử cuối. Đúng không? Chúng ta có là gì? Là nth child. Đấy. Cái giá trị ở đây ví dụ n, cái thành phần ta thường dùng nó ạ. Chúng ta làm việc ở trên các cái đoạn văn, ví dụ như là
First letter, ký tự đầu tiên, hoặc là gì? First line, dòng đầu tiên trên đoạn, đúng không nhỉ? Vân vân. Một số các cái cú pháp mà chúng ta đã mô tả ở đây, đúng không nhỉ? Các cái thuộc tính, ngôn ngữ, giá trị. Focus, đây là tie up, vân vân. Những cái này chúng ta để mô tả, chúng ta cố gắng là cái một lần chúng ta xử lý. Một cái thành phần thứ 3 trong CSS chúng ta quan tâm nữa là chúng ta quan tâm đến cái khái niệm về các cái thuộc tính CSS, đúng không ạ? Các thuộc tính chúng ta có thể mô tả đến các cái thuộc tính về background, đúng không? Mô tả thuộc tính về border, đấy, cái đường kẻ, mô tả về màu sắc, color. Đương nhiên bạn sẽ nhìn thấy với cái khái niệm background, chúng ta có background color, background image, đúng không nhỉ? Liên quan đến các đường kẻ, chúng ta có border, collapse hay spacing, đúng không? Các khái niệm về khoảng cách, chúng ta có như là margin. Margin chúng ta có như là gì đấy? Top left, top right, button left, đúng không nhỉ? Đấy. Hay chúng ta có cái padding, khái niệm về padding. Chúng ta cũng có khái niệm top left, right button. Margin chúng ta thể hiện cái khoảng cách của cái đối tượng so với đối tượng chứa nó. Còn padding chúng ta thể hiện khoảng cách của đối tượng so với nội dung của đối tượng đó, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta có các khái niệm về định vị kênh lề như là gì? Top, top này là trái, left là phải, right và là dưới, bottom. Đây bottom nhé, phải viết sai đấy, bottom. Chúng ta nên liệt kê review lại những cái nội dung mà chúng ta sử dụng, chúng ta xử lý. Có khoảng cách, có màu sắc nền, màu sắc nội dung, có đường kẻ, các cái định vị nội dung, các cái chế độ trình bày, position. Đấy, chúng ta thường dùng ví dụ như là relative, ví dụ như là gì, absolute, ví dụ vân vân. Hai thành phần này chúng ta thường dùng. Đi kèm với position chúng ta có thêm cái khái niệm thuộc tính z index để chúng ta thể hiện cái xếp tầng, xếp lớp ở trong các cái lớp của CSS, đúng không nhỉ? Gọi cái đây sizes. Chúng ta trình bày cái cách hiển thị nội dung của các phần tử, chúng ta thường dùng cái thuộc tính display, đúng không ạ? Khái niệm chúng ta hay dùng đến như là block, như là inline block, đúng không? Như là flex, đấy, vân vân. Đấy, các cách thức trình bày. Đấy, khi chúng ta làm việc với anh này, bạn chú ý thêm cho thầy cái khái niệm về flexbox. Bạn search từ khóa flexbox để chúng ta tham khảo thêm các cái cách thức trình bày của phần tử trên trang HTML, đúng không ạ? Đấy. Ngoài ra chúng ta có thêm một số các cái thuộc tính, các khái niệm liên quan đến cái chế độ trình bày hiển thị. Chỗ này một cái nữa chúng ta hay dùng nữa này là none. Cái khái niệm là hiển thị hay không hiển thị thì chúng ta có thêm các cái thuộc tính như là visible, visibly, visibility, đúng không ạ? Hay là khái niệm về enable. Đấy. Các khái niệm mà một số các phần tử trên form, ví dụ như chức cật, in
vân vân. Các cái độ trong suốt chúng ta thường hay dùng nữa như là opacity, giá trị từ 0 cho đến 1 đúng không? Một số các thành phần thuộc tính chúng ta chú ý xem xét lại, chúng ta xử lý color này, các content box, cursor, direction, display, load những cái thứ mà ít dùng chúng ta thể thường bỏ qua đi một chút, line spacing, list style, margin, các cái mark, min, mark hết, min hết, hay là mark width, min width, độ rộng tối đa hay là độ rộng độ cao tối đa, độ rộng tối thiểu hay độ cao tối thiểu, đúng không ạ? Thiết lập các cái đơn vị position vân vân. Các cái định nghĩa ở dạng table, chúng ta có thể xem xét thêm các thuộc tính liên quan đến cái table. Một số các cái thuộc tính mới của CS3 như là animation, cái này chúng ta đều có thể sử dụng animate đi, search để kiểm tra, ví dụ như là transform, khái niệm về translate đúng không, khái niệm về rotator đúng không ạ, khái niệm về scale đúng không đấy, các khái niệm về box shadow, cái thứ trong CS3 chúng ta liệt kê một chút liên quan đến các cái box align, box flex. Thành phần này thì bạn có thể bổ sung thêm khái niệm về chúng ta tích hợp phông như là phông face, các khái niệm liên quan đến các chế độ animation chúng ta có như là keyframe đấy, như là fun face. Khái niệm về A cộng, keyframe liên quan đến chế độ chuyển động, nó có thể có rất nhiều, nhưng chỉ ít chúng ta cũng phải liệt kê ra được những cái thành phần để chúng ta test thực hiện các ví dụ demo để chúng ta xử lý, đúng không ạ? Đấy. Vân vân đi, chúng ta chú ý như vậy. Có thể có rất nhiều các thuộc tính, như những background chúng ta cũng có thể liệt kê ra rất nhiều các cái thành phần nữa, border radius liên quan các đường kẻ. Một nội dung nữa chúng ta xử lý, chúng ta quan tâm đến là các cái đơn vị trong CSS đúng không ạ, mục thứ 3, 4 đi, các cái đơn vị sử dụng trong CSS. Ta có thể liệt kê đến cái đơn vị bạn thường dùng nhất là pixel, đơn vị thứ hai tỷ lệ phần trăm, đơn vị thứ ba em, đơn vị thứ tư là rm, vân vân. Đấy, thể liệt kê những cái đơn vị mà chúng ta hay dùng. Ngoài ra ở đây bảng cung cấp chúng ta cái đơn vị tỷ lệ phần trăm, cm, đơn vị inch theo ngôn ngữ chuẩn tiếng Anh, hay là mm, m, ex, pt, PC hay là PX. Đấy. Đây còn thiếu một cái nữa, chúng ta có thể liệt kê là RM đúng không ạ? Thì cái này nó phụ thuộc vào ví dụ 1M ngang bằng với kích thước phông hiện hành, 2M tức là hai kích thước phông hiện hành. Kích thước phông hiện hành mặc định của trình duyệt thì nó thể hiện theo đơn vị mặc định nó là 16 pixel. Đấy nha nhỉ. Như vậy thì đây nó có hai cái khái niệm, đó là em và rm. Đấy. Thì cái các đơn vị em và rm thường được dùng cho những nội dung có khả năng co giãn khi zoom text, tức là chúng ta khi thay đổi cái kích thước của trình duyệt, đúng không ạ? Đấy. Vậy nó khác nhau ở điểm nào? Ở đây có hai khái niệm như em và rm. Đấy, chỉ như vậy. Đấy. Thì như cái này thầy cũng nói rồi nhỉ. Ví dụ như ở đây thấy rằng là mặc định thì cái RM ấy, nó sẽ ăn theo tỷ lệ phông của HTML và body.
Còn cái M ấy, thì nó sẽ ăn theo kích thước phông của cái khung chứa nó. Ví dụ khung chứa nó ở đây là pre chẳng hạn, hay là khung chứa nó ở đây là một cái dip nào đó chẳng hạn, ví dụ như vậy. Đấy. Thì mặc định chúng ta không đặt cái kích thước phông cho cái dip này, thì cái 1M nó cũng sẽ tương ứng với 1 RAM và bằng 16 pixel theo cái mặc định của browser được thiết lập cho HTML và body, đúng không ạ? Thì hai cái đơn vị đấy chúng ta chú ý. Và trong thực tế thì hiện nay chúng ta dùng nhiều với cái đơn vị này, chú ý như vậy. Một cái thứ năm chúng ta chú ý đến khi sử dụng với set, đó chính là cái giá trị màu trong HTML CSS, đúng không ạ? Cái giá trị màu, giá trị màu thì nó được thể hiện thông qua RGB hay thông qua cái hàng màu, hàng màu constant, hoặc là thông qua cái hệ hexa, đúng không nhỉ? Cơ bản nó như vậy, RGB hoặc là RGBA. Đấy. Như vậy nói RGB và RGBA, RGB kết hợp với opacity và RGBA nó cũng có sự khác nhau, đúng không nhỉ? Đấy, hexa này, RGB này, hay là theo tên tiếng Anh gọi là hàng constant, hệ màu tầm lục phân ấy, hexa decimal, thì chúng ta viết bắt đầu bằng dấu thăng kết hợp với ký tự Latin, nhưng nó chỉ bao gồm các ký tự từ A đến F, viết hoa hoặc là viết thường. Ví dụ như là chúng ta có thăng 00 FF FF, đúng không nhỉ? Thì đây nó sẽ tạo ra cho ta một cái mã màu, ví dụ như vậy, đúng không? Nhưng chúng ta có thể viết tắt lại những ký tự liên tiếp giống nhau, ví dụ 2F chúng ta viết gọn lại thành 1. Ví dụ như 2F ở đây thành 1F, 2 số 0 liền nhau, đúng không? Thì thành 1 thì chúng ta có thể viết tắt như này. Thì đây là cái hexa, giá trị từ số 0 đến số 9 và mẫu tự an từ A đến F để tạo thành cái các hệ màu. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm các cái bảng màu, đúng không nhỉ? Color in CSS, ví dụ như vậy, hoặc là color CSS picker, chúng ta lấy ra cái màu tạm tùy thích ở đây, đó ạ, tùy theo cái thiết kế chúng ta chọn cái màu phù hợp, chúng ta lấy ra RGB hexa, đúng không? Đấy. Hệ màu thứ hai chúng ta RGB, tức là kết hợp bộ ba cái giá trị màu trong khoảng từ 0 cho tới 25, đúng không? Có nghĩa là ví dụ như là các cái giá trị đặc biệt như màu đen, màu đỏ, màu xanh dương, màu vàng, màu trắng. Đấy, ngoài ra thì các cái giá trị tiếp theo, cái giá trị RGBA ấy, thì nó là phần opacity. Phần sau này nó gọi là khái niệm cái độ trong suốt của cái nền, đúng không nhỉ? Đấy. Thế thì bây giờ đặt ra hai vấn đề là nếu chúng ta dùng RGB với cái hệ này và opacity bằng 0.7, nó khác với RGBA ở chỗ nào? Chúng ta có phân biệt được cái này không? Nó vẫn là làm cái độ trong suốt, đúng không? Đấy. Hai cái này nó là khác nhau đấy nhé. Thì ta thấy là có một số bạn mà viết là RGB sau đó opacity 0.7, một số bạn lại viết RGBA luôn, và rõ ràng hai cái đó nó là khác nhau. Nó khác nhau không Hiếu? Khác nhau ở điểm gì? Một thằng trong suốt cả cái khu đó, thằng opacity này thì trong suốt cái màu đó nó cũng chưa rõ ràng lắm. Cái phần RGBA thì nó làm gọi là làm tạm gọi nó là cái độ trong suốt của nền, của cái màu đó, màu nền. Đấy. Còn cái RGB và nếu chúng ta dùng opacity thì nó làm trong suốt của cả đối tượng. Có nghĩa là có một số cái chữ bạn viết ở trên đấy nó cũng bị mờ theo,
Đấy, chỗ đấy là chúng ta hay bị cái lỗi nó xảy ra như thế. Đúng không ạ? Đó là nói về màu. Thứ ba là hàng tiếng Anh thì nó là cái từ bằng tiếng Anh. Cái bộ này thì chúng ta cũng có thể, đương nhiên là bạn cũng sẽ không sẽ nhớ hết được cái hàng số. Thì trong ba cái hệ này chúng ta có thể dùng hai cái hệ trước này nhiều hơn. Đúng không nhỉ? Đấy. Đó là phần giá trị về màu, một số các thông số thì bạn có thể search tra thêm ở trên Google Color phục vụ cho CSS. Đúng không ạ? Đây là một số cái thành phần màu. Như vậy là nội dung phần bài trước chúng ta đã làm được đến đó. Hôm nay thì chúng ta đã làm được một số các khái niệm rồi, tích hợp phông, các thành phần tương ứng. Chúng ta sẽ làm với một khái niệm từ phần CSS này, ta xây dựng một cái khái niệm về responsive1d.html. Tại sao người ta gọi là responsive? Đúng không ạ? Responsive đấy. Trước tiên là chúng ta để xác định cái responsive thì cái trang HTML chúng ta phải thể hiện được là nó content trên cái device nào. Thì đây là cái tỷ lệ device scale là 1.1, nó tương ứng với màn hình cụ thể của chúng ta. Hay nói khác là khi chúng ta xây dựng responsive thì bắt buộc bạn phải định nghĩa cái meta name viewport để nó xác định cái device mà bạn đang dùng là cái gì. Đúng không nhỉ? Đấy là cái đầu tiên. Đấy. Tức là xác định cái kích thước tỷ lệ width bằng device width, tức là bạn chạy trên iPhone, bạn chạy trên Plus, bạn chạy trên tablet, bạn chạy trên desktop, đúng không nhỉ? Hay là bạn chạy trên màn hình wide. Thì với từng loại màn hình khác nhau thì chúng ta sẽ trình bày cái nội dung tương ứng. Đúng không nhỉ? Nó gọi là khái niệm đấy, người ta gọi là khái niệm responsive. Lấy ví dụ như ở đây chẳng hạn bạn chạy một cái ứng dụng nào đó, thì lấy một cái như là trang robotics này đi. À, bình thường thì chúng ta sẽ thấy nó như thế này. Đúng không? Đấy, ba cái, bốn vân vân. Nhưng ví dụ như ta respond, bạn có thể kéo màn hình này, nó gọi là một khái niệm respond. Đúng không? Nếu nó nhỏ đi thì chúng ta sẽ nhìn thấy như này là một cột hoặc là hai ba cột. Đấy. Ba cột. Đúng không? Đấy là một khái niệm respond. Đấy. Ví dụ dài thì chúng ta sẽ để cái thông tin tư vấn như thế này. Đúng không? Hoặc là chúng ta cụ thể chúng ta chạy trên các cái tỷ lệ màn hình khác nhau. Đúng không? Đây là cái tỷ lệ màn hình chúng ta có thể kích thước thay đổi. Như cái này chúng ta ít dùng hơn. Mà công dụng như là mobile, chẳng hạn như chúng ta dùng là iPhone thông thường đi, đúng không? Với màn hình nhỏ chúng ta sẽ thể hiện nó như thế này. Đấy. Với cái iPhone Plus chẳng hạn, SE Pro ví dụ như này. Đấy. Thì người ta gọi là cái response nó sẽ thể hiện như thế này. Hoặc là chúng ta chạy trên màn hình wide, đúng không nhỉ? Đấy. Thì tùy theo các cái chế độ màn hình để chúng ta có thể thay đổi cái cách trình bày ở trên này. Người ta gọi là cái phần về response. Được chưa ạ? Vậy chúng ta xét một cái response thì ta lấy một cái ví dụ H1 đi. Thầy gọi luôn nó là responsive in HTML5 đi. Đúng không ạ? Để chúng ta xác định cho các cái tỷ lệ kích thước màn hình khác nhau. Đấy. Tạo luôn một file CSS đây nữa đi. Responsive1.css. Đúng không ạ? Đấy. Cái đầu tiên chúng ta làm quen thuộc là thiết lập lại cái tỷ lệ mặc định margin 0, padding 0.
quá nhỉ. Đấy. Đây là cái thứ nhất. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta sẽ xử lý cho cái response này theo từng tỷ lệ màn hình khác nhau. Bạn kết hợp hai cái anh này lại với nhau là response link, response shift. Đấy. Được chưa nhỉ? Tuy nhiên mặc định chúng ta sẽ thấy nó như sau. Ta tạo thành một cái file tương ứng trước. Rồi. Ví dụ làm một cách đơn giản nhất, chúng ta sẽ thiết lập cái trang này để nó thể hiện là trên mỗi một cái màn hình khác nhau, trên cái tỷ lệ màn hình khác nhau thì nó sẽ thể hiện cái màu nền này khác nhau chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, thầy lấy ví dụ mặc định cái màu nền của cái anh body này, background cái màu ở màn hình mặc định nó sẽ là aqua đây chẳng hạn này, màu xanh, đúng không? Xanh này, xanh như này đi, ví dụ thế, đến chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ có các cái tỷ lệ kích thước màn hình khác nhau. Để lấy ví dụ đây, bạn chạy cái trang này trên browser để thầy nhìn thấy nó. Browser như này đi, đúng không? Đấy. Để xem các tỷ lệ màn hình khác nhau này. Ví dụ hay ở đây sao lại nhìn xấu thế nhỉ? Đây iPhone đi, iPhone thường như này đi chẳng hạn. Đấy. iPhone Pro. Đấy. Tức là Plus đấy. Rồi iPhone Surface tức là tablet. Đúng không? Hay là cái chế độ mini. Đấy, các kích thước màn hình khác nhau. Đúng không ạ? Đấy là gọi là các cái tỷ lệ. Thế thì thầy tạm lấy cái tỷ lệ theo chuẩn mà sau này chúng ta sẽ thiết kế, người ta gọi là một cái media in, thầy dùng cái tỷ lệ của Bootstrap đi để chúng ta sẽ nhìn thấy nó dễ hơn. Thì sau này chúng ta sẽ dùng cái Bootstrap, và đây nó là một cái lưới chuẩn, đúng không nhỉ? Đấy, tức là các grid lưới đây này, màn hình nhỏ là nhỏ hơn 7 567, đúng không ạ? Small tức là lớn hơn 567, cho đến medium 768 lớn hơn, extra là 1200. Đấy, thì dựa theo cái tỷ lệ này để chúng ta xây dựng các cái lưới, các grid a cộng media. Đấy. Nó là gì nhỉ? A cộng media grid này. Đây đúng rồi. 4.0. Đây, đúng rồi nhỉ? Các chế độ grid khác nhau. Đây đúng không ạ? Chúng ta sử dụng cái cấu trúc, bạn có thể extra more device, tức là thiết kế từ màn hình nhỏ đến màn hình lớn, đây là min width, hoặc là chúng ta có chế độ là max width từ màn hình lớn xuống màn hình nhỏ, ta sử dụng theo cái kiến trúc này, đúng không ạ? Hoặc là bạn có thể kết hợp min max là bao nhiêu, ví dụ như max anh này lớn nữa thì chúng ta áp dụng cái kỹ thuật ở đây, còn từ anh này đến anh này đấy, thì nó có là min max, đúng không? Còn cái min width thì đây là một cách để chúng ta có thể thiết kế. Có lẽ là thầy lấy cái kiến trúc đầu tiên đi, anh này đúng không nhỉ? Đấy, Ctrl C này, Ctrl V, bạn copy luôn cho thầy cái cấu trúc này để chúng ta thiết kế trên cái ship này. Đấy, bạn dán vào đây thôi là cái thứ nhất. Đương nhiên là cái chỗ này là cái comment này, này
Đây là dòng comment thôi. Wow. Có chiếc iPhone less than 567. Đấy. Những cái dòng chú thích chúng ta cho cái comment đó vào. Màn hình lớn thì lớn hơn 1200. Cái nội dung ở đây chúng ta sẽ mô tả, chúng ta sẽ thiết kế lại cho cái phần nội dung tương ứng. Đấy, người ta gọi là kỹ thuật thiết kế từ nhỏ đến lớn. Ví dụ trên màn hình này chúng ta sẽ để một cái ta thiết kế lại cái màu nó khác đi. Ví dụ đây là màu red đi chẳng hạn, đúng không? Trên cái màn hình medium tức là tablet thì nó cái nội dung màu nền nó khác đi. Như vậy có nghĩa rằng là chúng ta đang xử lý cái CSS nó thay đổi thôi, đúng không? Blue. Đấy. Giờ là trên màn hình từ 992 trở lên thì chúng ta cho cái màu blue này, và red này, green đi. Đúng không ạ? Đấy, lớn hơn chúng ta sẽ để cho cái màu là màu, đây thầy gọi là màu yellow đi. Đúng không? Đấy, đương nhiên trên này thì bạn không thấy. À đây rồi, độ rộng đúng không? Đấy. Thì đây là cái các cái tỷ lệ màn hình khác nhau. Thầy thường lấy luôn cái chuẩn này để sau này người ta dùng nó là các cái chuẩn bootstrap. Thậm chí là bạn có thể chia nó lớn hơn. Đây là min width 1200. Ví dụ ta để 1000, thêm một cái nữa với cái tỷ lệ từ 1600 trở lên thì chúng ta sẽ để nó là một cái màu gì đấy đi, caro đi, chả hiểu nó là màu gì, đúng không ạ? Hay là màn hình rộng hơn nữa, chúng ta có thể thiết kế cho cái tỷ lệ màn hình wide hơn nữa là 1920. Đấy. Từ 1920 trở lên chúng ta sẽ để một cái màu nền nó là màu khác, ví dụ như là màu đây đi, ví dụ thế, đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là tỷ lệ màn hình khác nhau này. Open ta chạy thử, đúng không nhỉ? Đây là cái này là cái to màu vàng, bạn có thể respond theo cái này. Đấy, độ rộng màn hình nhé, nó ăn theo độ rộng thôi. Vàng này, đúng không? Xanh này. Đấy, nhỏ đi này, đỏ này. Đấy, cái này là màn hình bao nhiêu đây? Đó, ok, ta cho chạy cái expect response theo cái này, chúng ta sẽ nhìn thấy tỷ lệ đây dễ nhất, đúng không? Ví dụ response này. Đấy, đây là 1023 từ 1380, thì lấy đây ví dụ như là 1200 như này. 1200 là màu vàng à? Đúng màu vàng không? 1200. Đây yellow đúng không? Nếu 1600 trở lên. 1600 trở lên thì ta thay đây ví dụ 16. Đúng không nhỉ? Thì đấy, nó là cái màu này. Đúng không? Nó sẽ là cái màu này. Nhưng 1920 trở lên nó lại một màu khác. Ví dụ ở đây chúng ta để 1920, đúng không? Màu khác, đúng chưa nhỉ? Ví dụ ta để là 420 cho cái dòng iPhone đấy thì là cái màu này. Chúng ta xem màu này nó ở đâu. Aqua là mặc định này. Min là 576, nó sẽ là red. Thì ta để 576 trước xem nào. Ví dụ đây là 576. Đúng không? Tăng lên thì nó vẫn là red nhưng mà xuống nhỏ. Đấy. Màn hình là 576. Màu đỏ đúng không? Min width. Ok. Red đúng không nhỉ? Đấy. Thế thì có vẻ chưa đúng nhỉ? Đúng rồi. Min width ở đây, min width này. Min width tức là nhỏ nhất là 576 pixel. Ờ. Thì dưới 576 pixel thì nó sẽ trở về cái mặt định của nó. Là cái aqua. Đúng rồi.
đúng không? Đây chúng ta có aqua chưa? À đây rồi đúng không? Đây nhỉ. 5 7 6. Đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta cho nhỏ đi. Đó. Thì nó sẽ màu xanh, tức là nó trở về lập màu ban đầu. Thì cái chế độ này người ta gọi là bạn respond từ màn hình nhỏ đến màn hình lớn. Ngược lại thì chúng ta có thể dùng mắt từ màn hình lớn đến màn hình nhỏ. Được chưa nhỉ? Chúng ta cứ thay cái đổi màu đèn trước, chúng ta sẽ nhìn thấy nó trực quan hơn thôi. Đấy. Đấy, đúng không nhỉ? Ok. Quá tuyệt vời. Như khái niệm respond. Có một số bạn sẽ không chạy được, ví dụ như là nếu chúng ta bỏ cái lệnh này đi. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ không chạy được. Đúng không ạ? Đấy. Tất cả nó không ăn cái, nếu nó không ăn cái response. Được chưa? Ồ, có đấy chứ. Catch server thì phải, đúng không ạ? Tức là cái response ăn được thì nó do cái lệnh này. With device đây. Ok, chúng ta làm một cái ví dụ thứ hai nào. Liên quan đến cái respond từ màn hình lớn xuống màn hình nhỏ. Nó hai cơ chế thôi. Hoặc là kết hợp. Tại gọi respond 1 đúng không? Ok chưa nhỉ? Có bạn nào code theo cùng không? Ta làm thêm. Thế ơi, thằng. Mày gửi cái đoạn code vào kia đi nha, không theo kịp rồi. Rồi, responsive 2 này, .html. Thì chắc là đây. Em theo kịp rồi. Cái này thì là cái phần HTML đúng không? Và phần respond. Đấy. Phần file respond tương ứng. Thế đây thì ta không viết nữa, thì ta lấy ngay cái chuẩn mà sau này ta sẽ áp dụng. Là cái cấu trúc chuẩn của responsive của Bootstrap. Từ nhỏ đến lớn thì ta sẽ bắt đầu từ đây. Mặc định là cái anh này. Đúng không? Đấy. Thì cái min width nó gọi là từ nhỏ đến lớn. Cái thứ hai này. Đấy. Thầy gọi là sit tới nhỏ. Đó, H1 respond shift từ màn hình lớn về màn hình mở small. Còn cái kia là từ nhỏ đến lớn. Đúng không? Đấy. Hải Sơn à. Hải Sơn học lớp nào nhỉ? Như bữa nay copy nhầm à. Lớp mình là lớp 1-2 đúng không nhỉ? Lớp 2-1 đúng không ạ? Phải copy nhầm sang lớp cũ. Cũ một số bạn hay nghỉ CSS nên là đang hơi đuối. Rồi cái thứ hai này, các bạn cũng làm cho thầy một cái file responsive riêng đi cho nó dễ nhìn. Responsive2.css. Cái việc đầu tiên bạn cần làm ở đây rất quen thuộc, đó là margin 0, padding 0. Thậm chí sau này bạn có thể sử dụng cái body, định nghĩa lại cái HTML body. Đấy, là cái font size mặc định thông thường ấy, nó là 16 pixel nếu chúng ta không thay đổi gì cả. Đúng chưa?
Cái này chúng ta có thể không thay đổi, đúng không ạ? Ta để cái background vào đi để cho nó dễ nhìn. Background này thì bắt đầu từ màu đỏ đi, để nó thay đổi nó dễ nhìn hơn, đúng không nhỉ? Đấy. Thực ra các bạn này, những cái này nó tạo hết rồi, chúng ta viết một nội dung gì đấy và CSS. Chúng ta dùng cái nền nha, thầy không dùng cái nội dung nhiều nữa cho nó nhanh thôi mà. Respond 2. Ok đúng không? Chúng ta sẽ nhìn thấy trực quan ở đây. Đấy. Đây là màn hình ở dạng màu đỏ. Ok đúng không? Thật là tuyệt vời. Bây giờ ta làm gì? Ta viết cái CSS ở đây. Cái cấu trúc này ấy, thì thầy dùng nó là cấu trúc từ, như thầy nói là thầy sẽ dùng từ cái Bootstrap, đúng không nhỉ? 4. Đương nhiên bây giờ chúng ta chưa học, chúng ta sẽ học ở bài rất là sau nữa, gần cuối. Nghĩa là chúng ta phải viết như cái này. Nhưng mà sau này chúng ta dùng cái này, ta cứ dùng cái này trước luôn, không sao cả. Chia thành cấu trúc chuẩn rồi. Một cái khái niệm người ta gọi là screen size or small, đúng không? Từ màn hình nhỏ đến màn hình lớn. Ta copy cái này. Đấy. Ê, thầy copy cái chỗ nào ấy? Chỉ là em cái, em vừa mới vào link thầy gửi trên net. Đấy. Chỗ 575.98 ấy à? Cái phần large core thì thầy đang dùng ở đây, đúng không? Rồi. Từ cái rồi ạ, rồi small là max đúng không nhỉ? Ta để ta xem cái chế độ nó thay đổi như nào. Thường nó có 4 cái tỷ lệ màn hình thôi, đúng không ạ? Hoặc đây là một tỷ lệ max width, max min. Đấy, ta dùng cái 4 cái này trước. Ctrl V. Những cái comment chúng ta comment nó lại, đúng không? Đấy. Đúng chưa nè? Ok. Ta đặt nó vào đây. Ok. Desktop là latch, tức là bắt đầu từ 1200 đúng không, trở lên. Tablet đúng không nhỉ? iPhone hay landscape xoay ngang, tức là các cái, có thể là các cái tablet dọc hoặc iPhone xoay ngang. Đấy. Bây giờ chúng ta đi thay đổi từ cái phần này. Thầy lấy luôn cái cấu trúc này để bạn xem nó thay đổi như nào. Với max width ở đây, chúng ta chọn cái này là blue đi. Như là chúng ta nhìn thấy max width. Đấy. Với đối tượng 500 màu đỏ này, xanh này, vàng đi này. Đúng không? Vàng là yellow này. Đen này. Black này, trắng này, cho nó trực quan đúng không? White này. Đấy. Các chế độ màu khác nhau, đúng không nhỉ? O2. Max width 1190, white, black 91, ok. Đấy. Chúng ta giữ đúng cái cấu trúc nhé. Nó giống như là mỗi một cái media này là nó tương ứng với một cái kích thước màn hình cụ thể, đúng không ạ? Đấy chưa? Rồi chúng ta chạy thử cái kích thước này để ta xem là cái response nó như nào. Trên này đi. Đây là màu đỏ đúng không nhỉ? Đấy, đây là màu trắng rồi. Nhỏ hơn này. Ô, toàn bộ màu trắng hết à? Lý do? iPhone. Thầy chưa link vào được thầy ạ.
Đấy. Chưa tin sao nó lại ăn được đây đây. Ending rồi. Respawn ship 2 thì nó mới ăn được ở đây. Đúng không? Đấy. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy ở đây là Markwit là 119 thì nó lấy màu trắng. Markwit là cái này thì nó lấy màu đen. Như vậy đương nhiên Markwit này nó chứa Markwit này rồi. Đúng không nhỉ? Đấy, ví dụ đây là tạo thành một cái màu green nào. Đấy, cái này là cái to nhất thì nó ăn hết rồi. Đúng không? Thế sao thế? Xong vừa nãy thì trắng hết là sao nó cũng chơi. Ta đổi cái này xuống dưới xem sao. Ctrl X. Đúng chưa? Đấy. Cái này xuống gì? Xuống dưới. Vàng đúng không? Cái này. Như vậy chế độ ưu tiên đấy. Một cái build do tuần tự mà. Thầy thầy, gửi dòng code đấy là đi thầy. Hả? Thầy gửi dòng code đấy là đi, em code mãi không kịp. Chưa cần kịp, cái này copy thôi mà. Từ nãy giờ chúng ta vẫn copy thôi, chúng ta nhìn để chúng ta hiểu cái này đã. Đúng không? Đấy, ví dụ thầy chạy trên này này. Chúng ta nhìn thấy dễ hơn. Đây là màn hình lớn nhất à? Lớn nhất. Lớn nhất chúng ta có để chúng ta để mặc định ban đầu red đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta respawn cái này. Đấy. Ví dụ ở đây bạn để respawn ship này. Đây là nhỏ này. Cái này là cái nhỏ nhất này. Là 3402. 402 thì nó sẽ ăn cái nào? Đây đúng không? Nó ăn cái Markwit ở đây. 402 tức là nó luôn luôn nhỏ hơn 575. Nó sẽ ăn theo cái này. Đúng chưa nhỉ? Một cái tiếp theo để bạn chú ý này. Vì cái này thì đang respawn từ to đến nhỏ. 402 rồi này, bây giờ tăng lên này. Đấy. Đây là 644. Số 44 thì nó sẽ lớn hơn cái này. Nhưng nó nhỏ hơn cái này, tức là nó sẽ ăn theo cái gì? Ăn theo cái mắc của 67. Đúng không? Đấy. Tức là bạn cứ tăng dần lên. Đúng không? Đây là 828. 828 thì nó lớn hơn cái anh này. Nhưng nó nhỏ hơn này, nó ra màu đen. Đấy, một cái 119 lớn hơn 119. Ví dụ đây thầy để luôn là 120 đi. 200 thì ra màu đỏ. Tại sao ra màu đỏ? Bởi vì nó không ăn cái này nó chỉ đến 119 thôi. 1199 thôi. Đây đúng không? Ta để 1199 thì nó là màu green, tức là nó ăn theo cái này. Còn nếu toàn bộ cái này không có thì nó ăn theo cái mặc định này. Là màu đỏ, ví dụ nó lớn hơn nữa chẳng hạn. Đúng không? Đây là 1200 thì nó màu đỏ. Nhưng ví dụ chúng ta muốn thêm cái kích thước nữa, một cái đoạn nữa, chúng ta có thể đặt ở đây. Đây là chẳng hạn, đúng không? Là cái chỗ này là Markwit là 1600 thì ta đặt là 1599. Đấy, Lesan là 1600 thì cái này thầy sẽ dùng là gì đó, một cái màu gì đấy đi, màu Aqua đi, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ thấy cái màu này nó thay đổi. 1200 đúng không? Đấy, nhưng mà 1600 thì nó màn hình lớn hơn, nó không có. Thì nó sẽ ăn cái mặc định ở ngoài cùng ấy, là cái này này. Như vậy thì từ to đến nhỏ thì chúng ta phải xếp cái to ở trên và cái nhỏ ở dưới. Còn cái gì? Cái từ nhỏ đến lớn thì chúng ta lại xếp gì? Từ cái bé lên đến cái gì? Cái lớn, nó phải một cách tuần tự như vậy. Hiểu chưa nhỉ? Đấy. Như vậy thì cái cách chúng ta xây dựng xếp từ lớn
xếp từ lớn đến bé thì mình phải cho cái màn hình to nhất trên đầu đúng không? Đúng rồi, đây, nó phải to nhất lên đầu. To nhất tức lên là đầu. To theo cái cách chúng ta thiết kế, ví dụ trên này ta lại có thêm một cái màn hình to hơn nữa thì bạn lại phải thiết kế thêm một cấu trúc nữa. Còn không thì nó sẽ ăn từ đây. Sau đó nó dịch xuống đến đây, theo màn hình nào thì nó ăn cái màn hình đó. Vâng. Từ to đến nhỏ. Đúng không? Đấy. Vâng. Đây là cái response 2 này. Để cho nhóm với bạn nào không? Cái phần này thì nó chưa có gì bởi vì nó là CSS thôi. Đó. Chủ yếu để chúng ta xem là cái cấu trúc MarkWidth đây này, chúng ta đang dùng đúng không? Theo tỷ lệ MarkWidth từ cái to đến cái nhỏ. Thì đôi khi một số phần nói về responsive là chúng ta không để ý những cái file nó trùng nhau, nó biên dịch lẫn lộn nên là rất hay khó để chúng ta xử lý. Và cách tốt nhất là khi mà nói response chúng ta chọn cái loại nào thì chúng ta sẽ tuân thủ một cái file response đấy thôi. Chúng ta tránh cái việc viết chồng chéo hay là dư thừa. Đấy, nên là thầy sử dụng nó thường là có bốn cái màn hình chính ở đây. Từ 19 đây này. Còn trên này các màn hình to hơn bạn có thể bổ sung thêm. Đúng không nhỉ? Ví dụ bây giờ chúng ta dùng màn hình wide nó có thể độ phân giải nó là hơn 2000 chẳng hạn hay là 3000 chẳng hạn. Thì chúng ta cũng có thể respond theo các tỷ lệ màn hình lớn như thế. Đúng không nhỉ? Hay là cái phần nhỏ hơn này nữa 575. Chúng ta muốn ở trên cái màn hình thông thường không phải plus chẳng hạn, chúng ta sẽ cho màn hình nhỏ hơn tí nữa. Bạn muốn xem cái nhỏ hơn small nữa thì bạn có thể thêm một cái khối ở đây nữa. Đấy. Là tôi muốn đây là 575 nhưng MarkWidth của tôi ví dụ như là 420 thì ta có thể đặt là 420 trừ đi 1 bằng bao nhiêu? 419.99. Đó, như này chẳng hạn. Và cái tỷ lệ này ta sẽ đặt nó là một cái đây chẳng hạn. Như thế. Thì chúng ta sẽ thấy màn hình nhỏ thì nó như thế này. Nhỏ mà to ra đúng không? Đấy, đen. Đúng chưa? Trên này thì nó kéo đầy đủ hơn. Nhỏ này. Đấy. Trên 400-420 trở lên thì là màu khác. 410 sao không thành màu à, ta chưa lưu thì phải đấy đúng không? Đấy. Thì chúng ta hiểu là hai cái cơ chế này chúng ta thường dùng đúng không? Vâng. Rồi bạn nào vừa hỏi thầy chứ chạy thì chạy thử xem nó được chưa, thầy copy cái code lên đấy và thầy sẽ dùng cái cấu trúc này để sau này chúng ta respond luôn. Và đến lúc chúng ta bài gần cuối chúng ta dùng bootstrap ấy, chúng ta sẽ dùng cái grid này luôn đúng không? Còn bạn muốn thay đổi nhỏ hơn thì chúng ta thêm nó vào các cái MarkWidth. Có hai cái chúng ta phân biệt là MarkWidth và MinWidth. MinWidth thì bạn phải để tuần tự từ nhỏ đến lớn, còn MarkWidth để từ lớn xuống nhỏ. Đúng không? Thấy hiểu gật nhưng mà chắc không biết là đúng không? Chuẩn nè. OK, các bạn chạy trên máy của mình được chưa? Được rồi ạ. Ôi thầy ơi, máy em nó bảo là live server build gì nó không chạy được thầy ạ. Live server chạy bằng trình duyệt thông thường thôi, không cần live server nữa. Đúng không? Vâng. Không có list server thì mình vào thẳng đây mình chạy như này là được. Cái gì đây này, cái này nó HTML nó dễ cực kỳ luôn đây đúng không? Được thôi đó. Vâng. Đôi khi những cái đó nó có thể lỗi các cái package chúng ta download lại hoặc chúng ta upgrade lại hoặc là sửa các cái cấu hình. Nhưng mà chạy lên ăn được cái response là ok rồi. Và chúng ta sẽ xử lý được rồi. Nó giống như hôm rồi chúng ta xử lý phông chữ ấy, đúng không nhỉ? Đấy. Nó cắn vào cái phông của mình, file phông của mình là ok rồi. Ở
Ở đây thì thầy có thể viết thêm một cái nữa là tại sao thầy lại dùng thêm cái font size để bạn nhìn thấy nhé. Ví dụ như là trên màn hình to ta để 16 này, nhưng cái thằng con này chẳng hạn này ta để 10 thôi, trên này ta để 11 chẳng hạn, ví dụ thế. Đây là 12, cái loại này là 13, ví dụ thế, 15, phải lấy ví dụ như vậy đúng không? Cái kích thước này là cũng nhỏ dần theo cái tỷ lệ này tăng lên đúng không? Ở trên này cũng thế, chữ nhỏ đúng không nhỉ? Chữ lớn lên này. Đấy. Thì bạn xem là tương ứng là 30 đúng không? Ví dụ đây thầy để là 1900 thì xem cái kích thước này là bao nhiêu, không chữ đây là bao nhiêu đây, 32 đúng không nhỉ? Đấy, cái H1 nó theo cái tỷ lệ RAM mà 32 RAM, 2 RAM là mỗi một RAM là 16, cái tỷ lệ màn hình này nó là 2 là 16 là cái. Nhưng bạn xem cái 1159 này. Đấy, chúng ta 1599 này. Đấy. Thì kích thước chỉ có là font size là 15. Ôi son bé tí này. Ôi giời, nhiều quá. 1599. Enter. Đấy, chúng ta xem cái kích thước đây là 30. Rõ là 15 gì nó đúng 30 rồi đúng không? 1000 chẳng hạn này. Thì cái này nó sẽ là bao nhiêu? Là 14 x 2 bằng 28. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái font size là 28. Ok đúng không? Ok. Đây là một cấu trúc đúng không nhỉ? Một cái cấu trúc thứ tiếp theo nó là kết hợp của hai cái anh này, và chúng ta đảm bảo an toàn hơn, nó không cần phải tuân thủ theo cái thứ tự nào cả, nó chính là cái cấu trúc loại thứ ba kết hợp đây này. Đấy. Đâu nhỉ? Đầu cái loại max này. Min max rồi này. Đây loại ta vừa dùng là loại này, bây giờ ta dùng sang loại này. Đấy, max lớn như này và từ đây đến đây nó có cái media n ở giữa đúng không? Đấy. Và làm một cái thứ ba nữa đi. Cái kia xong chưa, có bạn nào chưa xong không? Dạ em xong rồi. Các bạn khác thấy im ắng quá nhỉ? Em xong rồi ạ. Việt Anh, anh có cốt không? Rồi cái tỷ lệ thứ ba này, thầy dùng cái này thì nó không quan tâm là cái tuần tự max min mà là cái nào xếp trước cái nào xếp sau, mà nó cứ nằm ở trong khoảng min max đấy thì nó thực hiện. Đấy. Thầy lấy một cái ví dụ thứ ba đúng không? Control C, bạn thiết kế cho thầy cái trang responsive new file responsive.css thứ ba đi .css sao margin 0 padding 0 đó ạ. À, cái mặc định ban đầu HTML con body chúng ta thiết lập cho cái cho nó dễ nhìn là màu đỏ đúng không? Đấy. Sau đó đưa cái cấu trúc này vào media a cộng đúng không? Đấy. Cái này chúng ta comment nó lại.
Thực ra thì để đây những bạn nào quên, chúng ta có thể dùng một vài cái keyword để chúng ta search. Đây là màn hình Mac đến đây. Nó làm cái gì? Đấy. Cái này thì nó làm gì? Giữa màn hình này thì làm gì? Được chưa nhỉ? Rất đơn giản như vậy. Ok. Đấy. Có thể bạn bổ sung thêm cái loại nhỏ hơn nữa. Nhỏ hơn nữa thì bạn có thể copy cái này. Ta thay vào đây cho thầy một chút là ví dụ như là màn hình cổ Lahi gì đó, nó từ Mac là 419 chẳng hạn. Đấy. Thế thì chỗ này bạn phải thêm vào đây là min width 2 chấm từ 420 pixel n. Thì cái lớn nhất thì nó sẽ nằm ở đây, còn từ cái này đến đây thì nó ăn vào chỗ này. Đấy, chúng ta có thể bổ sung thêm các tỷ lệ màn hình nữa. Đây là 1200, bạn có thể cho nó extra lên như là một đây là min width ở đây, chúng ta n vào n. Mark width 2 chấm cho đến 1600 thì bạn đặt là 1599.99 pixel. Thôi theo tỷ lệ pixel là 98 đi. Đấy. Thế thì chỗ này bạn sẽ là min từ 1600 cho đến một cái tỷ lệ màn hình nữa, chẳng hạn n max width đến 1920 thì nó là 1919.98 pixel. Thế còn từ màn hình 198 trở lên thì chúng ta thêm một cái là a cộng media. Đấy. Min width 2.1920 pixel thì chúng ta sẽ định nghĩa các CSS theo cái cấu trúc này, đúng không? Đấy, cái thứ ba chúng ta thường dùng ở đây, thầy để trên nhóm các bạn copy chúng ta lên cho ta dùng, đến chưa nhỉ? Đấy. Đây là một cái chia tỷ lệ màn hình theo chuẩn Bootstrap, rõ ràng là cả thế giới dùng, chúng ta chả có dạy gì, chúng ta không dùng cả. Ok chưa? Rất ok đúng không? Em còn cái cuối chưa xong, em thấy thầy cóp lên, hồi em paste luôn. Tạm thời là mình, bởi vì đây là cấu trúc chuẩn rồi. Đúng rồi nhỉ? Thậm chí ta có thể chia thêm cấp nữa. Thì cách sao cóp nhầm hay sao lại sao lại thế nào? À, cóp nhầm hai cái. Mà sao thấy sai. Rồi bây giờ chúng ta để cái HTML CSS vào, chúng ta chỉnh đầu tiên. Ví dụ đây là đỏ mặc định. Đúng không nhỉ? Mặc định vâng. Nó là chờ một chút. Cái phần này ấy, chúng ta sẽ thay đổi lại nhé. Từ min đến đây là 520. À, thế ta thêm một cái cấp nữa đi. Là cái nhỏ nhất a cộng media max, lớn nhất là max width 2.420 tức là bằng 419.98 đúng không nhỉ, pixel. Đấy. Thì chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tỷ lệ màn hình siêu nhỏ. Đấy, một cái này nữa. Từ 420 đến 578, từ 576 đến đây, anh này là một loại. Đấy. Hả? Đâu? À ở đây có rồi. Đấy. Đấy, nhìn nhầm. Có rồi thì thôi. Đúng không? Rồi ta, đây là màu đỏ này. Thế thì bây giờ ta thay bắt đầu từ đây là cái màu khác đi. Màu đỏ, màu xanh, blue. Để chúng ta nhìn nó dễ. Một cái màn hình này là cái màu khác đi.
Green, đúng không nhỉ? Đây là cyan. Đấy, một cái tỷ lệ này nó khác đi, cách vào một chút. Cyan rồi là yellow. À đây ta thiếu một cái ngoặc này. Đấy, yellow, đúng không? Đây thêm một cái nữa là yellow green này, ví dụ thế. Tỷ lệ này ta để một cái khác vào, đây là gì, black này, đúng không? Đây là white này, ví dụ thế. Ta nhìn trực quan dễ hơn thôi. Đấy, đúng chưa? Tuy nhiên nó không phải là cái ảnh này đâu nhé. Bây giờ ta áp dụng nó vào cái thứ ba đi. Đây là phần CSS. Rồi, đưa xong copy cho đại cái. Đúng không ạ? Đó. Thầy ơi, thầy. Ơi. Cái solution server của em thì cái .css đấy thì nó không chạy được, mà chuyển sang cái chỗ .html lại chạy được thầy ạ. CSS làm sao nó chạy được em? À vâng. Nó phải chạy, nó cái đây bây giờ nó mới chạy này. Đây, đúng không? Respond CV3.html đúng không? Vâng. Đấy. Đây là max min đúng không? H1 responsive, cái khái niệm là max width. Đấy, max width và min width. Ta sử dụng cái cấu trúc này là an toàn nhất, đúng không? Min width. Đấy. Rồi, bây giờ link cái này vào đâu? Chúng ta có response thứ 3 ấy này. À, ta chạy cái này thì mới được, chứ chạy CSS thì không chạy được là đúng rồi. Thầy em cho màu khác màu của thầy có được không? Ôi giời ơi, anh muốn cho gì thì anh cho chứ. Đúng không? Ừ, biết làm thầy... sao khi mà em chọn nhanh quá em không chào kịp. Cái màn hình em thay đổi đây thì nó cái màu em thấy nó nó ăn rồi, ăn cái width divide đây này. Em thấy nó màu thay đổi là nó thay đổi theo cái tỷ lệ rồi, là cái tỷ lệ mà ta thiết kế đây là được, đúng không? Đấy, đâu phải lúc nào cái của thầy cũng ngon. Biết đâu cái ngon đấy ăn vào lại ngộ độc thì chết, đúng không? Đấy. Chúng ta cho cái 1900 cho là 1900 là màu trắng đúng không? 1920 màu đỏ đúng không? Đấy, ta xem lại 1900 này. Đấy, đây là 1919, 1900 nó sẽ ăn màu trắng. Nhưng 1920 nó lại ăn màu đỏ, tức là nó không có thì nó ăn cái màu này. Thế bây giờ chúng ta cho cái màu đây là màu khác đi. Thì nó như thế nào thì nó sẽ ăn cái màu này thôi. Ví dụ đây là không thích màu đỏ nữa, là cái màu thăng F1 là màu gì đây? FFE là gì? Thôi cho cái màu đây đi. Đấy, đúng không nhỉ? Ví dụ như vậy. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy cái màu này nó enter. Đúng không? Đấy, tăng xuống này. Đấy. Tăng lên này. Đúng không? Như vậy là nó ăn theo cái tỷ lệ màn hình của mình đã quy định. Ok rồi. Đúng chưa? Thật tuyệt vời đúng không? Trên cả tuyệt vời. Thế cái responsive3.html thì mình chỉ link cái kia vào là xong rồi. Đúng rồi. Vâng. Link vào để ta test cái CSS thôi. Ta đã làm cái gì đâu. Rồi ok chưa? Ok rồi. Ok, chúng ta sẽ chuẩn bị tài nguyên làm một cái bài cực kỳ chuyên nghiệp. Mới nhỉ? Bạn tạo mới một cái file. File ta đặt luôn là index.html. Đấy. Và một cái thứ hai
new file, đặt index.css. Được chưa? Cái chúng ta cần cũng không phải cần thiết lắm. Index chúng ta lấy luôn cái thứ ba này, chúng ta dùng Ctrl A, Ctrl C. Nhìn thấy ta làm chưa nhỉ? Mở cái CSS vào đây, Ctrl V. Ok đúng không? Đấy. Xong nha. Thay cái tên file bằng file index để ta ghép một cái trang index ở đây. Chấm than, ok đúng không? Responsive chuyên nghiệp. Cho nó mau đúng không nhỉ? Đấy. Và link cái file index vào đây để chúng ta xử lý index.css. Xong. Cái chúng ta cần làm là gì? Ở trong phần bài tập mà responsive ấy, chúng ta có cái bài gì đấy. Nhưng ở đây thầy lấy một cái ví dụ này. Đây đi. Đây đi. Một cái ví dụ như này. Ta đang để cái ô như này. 1, 2, 3, 4 đúng không? Chúng ta nhìn thấy khi bạn view nhỏ lại này. Đấy. Đây là tỷ lệ màn hình nào đó. Response này. Nhỏ đi này. Là hai cột đúng không? Đấy. Thế. Đấy là một ví dụ. Một cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai. Lấy một cái khác đi. Đúng không? Ví dụ thứ hai như là thằng gì nhỉ? Việt UI xem nào. Đấy, chúng ta thấy các ô cột này. Nó có 3 cột đúng không? Đấy, có nội dung, có hình ảnh. Chúng ta respond này. Ví dụ chạy trên màn hình nhỏ. Màn hình mobile này. Đúng không? Thì nó chỉ có một cột thôi. Đấy, trên màn hình wide thì nó lớn hơn. 3 cột. Đấy. Là một loại. Hay ví dụ như là let's skin này. Cái trang front end mà chúng ta làm thực hành front end. Đúng chưa nhỉ? Đây có 3 cột đúng không? Ta respond cho các màn hình khác. Đây màn hình nhỏ hơn. 3 cột này. 1300. 100% đi. Đây đúng không? Chỗ này là lỗi về phần menu này. Đấy. Thì cái này, ôi cái này xấu quá. Đây nó chuyển thành hai cột. Nhưng đương nhiên là cái phần response này của anh hơi bị lỗi. Menu. Đúng không nhỉ? Đấy. Ví dụ như vậy. Thế thì cái chúng ta xử lý, bạn sẽ gõ vào cho thầy chữ Google, chúng ta làm một cái album ảnh quen thuộc đi. Đúng không? Enter. Ta làm cái gì cho nó hay nhỉ? Bạn đa cho thầy khoảng độ 5-7 cái ảnh gì đó. Cái cảnh nào? À cái cảnh ta nhớ là ta có cái phần cây cảnh. Không, thầy lấy cái ảnh có sẵn đi cho nó nhanh. Hoặc bạn download trên này bạn tìm cũng được nhé. Tùy cái cảnh cũng được. Ba cái cảnh phải để đâu nhỉ? Master. Đây rồi. Lưu mấy cái thầy? 4-5 cái gì đó. Sản phẩm 1, sản phẩm 2, sản phẩm 3, sản phẩm 4 đây đi. Rồi, thầy lấy 4 cái này đi. 2, 3, 4. Nên để Hải cùng kích thước cho nó đẹp một chút. Bạn có thể download trên mạng 4-5 cái ảnh. Hoặc là download trên nhóm, thầy để trên nhóm đấy. Image. Ồ, không được à? Không được thì ta đổi cái file đi một chút.
ra R đi. Đó. Sau đó khi bạn tải về thì bạn đổi xóa đi cái chữ R. Được chưa? Tải cái image về xong xóa đi cái chữ R này. Giả nén nó ra là ta lấy bốn cái ảnh. Đúng không ạ? Bản chất bốn cái ảnh này của thầy, thầy đang muốn là chúng ta sẽ tổ chức một cái folder image. Dán nó vào đấy. Dán nó vào đấy. Rồi. Image. Ô, xoay có hai cái. Tưởng em đang chửi nó không à? Ai nhà xa vừa đi lại vừa. Rồi, ta có bốn cái ảnh nhé. Ok đúng không? Chúng ta có ảnh chưa? Các bạn có hết chưa? Có rồi. Rồi. Tạm thời ta để cái H1 ở đây là album cây cảnh đi. Đúng không ạ? Đấy. Album cây cảnh. Chúng ta thiết kế một cái vùng section lên. Đấy. Bên trong này thì chúng ta sẽ để chia thành tạm thời thì để đây nó là section. Ta để ở đây là một cái class đi, thầy hay đặt class container, chúng ta tẩy một cái khung chứa, đúng không ạ? Đấy. Trong này ta thiết kế một cái div row, ta gọi nó là các cái dòng, đúng không? Để chứa các cái cột, thầy lấy tạm thời gọi là cột, thầy đặt tên là cột thôi. Đấy. Tức là mỗi một cái cột chúng ta sẽ chứa một cái ảnh, đúng không? Đây là cấu trúc mà chúng ta thường thiết kế cho các cái thumbnail item. Sau này bạn sẽ dùng cái khái niệm bootstrap có container row con md con gì gì đó, đúng không nhỉ? Tại tạm thời là để cái con là các cái cột, đúng chưa nhỉ? Và bên trong này chúng ta mới bắt đầu để các cái item. Đấy. Cái cấu trúc bắt đầu thiết kế các cái item bên trong. Item này thì có thể là có ảnh, có thêm các cái nội dung, có thêm giá, có thêm các thành phần khác nhau. Đúng không? Chúng ta xử lý. Thiết kế một cái bài chuẩn sau này chúng ta có thể dùng nó hoặc là áp dụng để thiết kế các cái trang như thầy vừa mô tả ở đây này. À, như anh này chẳng hạn, đúng không? Các cái khối như này chẳng hạn. À, hay là cái khối như này nó có ảnh này, có tiêu đề này, có phần xem chi tiết này. Ví dụ thế. Thì đây nó gọi là các cái thumbnail item. Một cái khối này người ta gọi là một cái container, trên này gọi là một row, này gọi là các cái cone, trong cái cone này nó gọi là các item, đúng không ạ? Các item này của chúng ta thì mới để cái ảnh, mới lại để tiêu đề, thì đấy là cái cấu trúc
để thiết kế một cái cấu trúc như vậy, thì chúng ta sẽ đặt cái đây là một dạng cấu trúc tương đối chuẩn, đúng không nhỉ? Đấy. Trong cái item này thì bạn lại có thể chia làm đôi ra, gồm hai phần, đúng không nhỉ? Phần hiển thị ảnh, phần hiển thị cái tiêu đề. Đấy, ví dụ như thầy đang muốn thiết kế một cái kiểu dạng như thế này đi chẳng hạn, như thế này đi. Đấy, nó có, nhưng mà cái số cột nó cao hơn chẳng hạn. Đấy, có 3 côn đấy chẳng hạn này. Thì côn này do tùy theo màn hình chúng ta sẽ chia là 3, 4 hay là 5. Nhưng chúng ta sẽ thấy có ảnh, có tiêu đề, có phần nội dung bên dưới. Thì nếu thiết kế như đây là một cái item, đúng không? Nó gồm có là một cái nội dung, ảnh và nội dung tiêu đề, và thêm cái phần này bên dưới, đúng không nhỉ? Thì ta thay đây vào ảnh tên là gì đó, xem chi tiết, giá, ví dụ thế, đúng không ạ? Đây là một cái bộ mà chúng ta có thể thiết kế tương đương cho cái bài toán chúng ta đang dùng. Ok, thế thì để thiết kế như vậy thành một chút này, cái này với cái này nó sẽ là một khối, đúng không? Cái này là một khối phần chi tiết, toàn bộ cái này để trong item. Phải rõ ràng chỗ này bạn nên phải thiết kế là chia làm hai phần deep. Đây là deep cái content đi, đặt một cái tên như thế. Phần bên dưới một cái deep chấm 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 detail, hay là không phải detail, xem chi tiết chấm item foot đi, đúng không nhỉ? Đấy, item footer. Mục tiêu để chúng ta sẽ nhìn thấy là bạn đang thiết kế kiến trúc như này, xem chi tiết, hoặc là giá, hay đây là giá và xem chi tiết, ví dụ thế. Đấy, còn trên này chúng ta sẽ để một cái image và một cái tiêu đề, đúng không ạ? Đấy, image thì chúng ta nhìn thấy là đây image và đây là cái tiêu đề, có thể là h, hoặc đây là một cái image nào đó, đúng không? Thì chúng ta có thể đặt luôn ở đây cũng được, img. Nhưng nếu sau này chúng ta mà để các cái zoom các thứ, chúng ta sẽ phải đặt thêm vào bên trong đó. Thì tạm thời là để image, đây là image sản phẩm 1. Đây là sản phẩm 1. Đúng không nhỉ? Phần bên dưới chúng ta có thể để một cái H2. Đúng không? Thôi để luôn tên nó là sản phẩm 1. Như này. Đúng không ạ? Đấy. Ta nên để nhìn nào cho nó đẹp hơn, đúng không? Thực tế để như này nó sẽ không hợp. Sau này khi mà bạn muốn có những cái nội dung mà nó có zoom như này này, như này này. Đấy, zoom như này, chúng ta đã phần trước ta trình bày cái scale đấy. Nếu chúng ta không để nó vào một cái khối thì zoom này nó sẽ bị tràn ra cái content này. Nên cái này chúng ta thường để một cái nữa, Ctrl X deep.img đi. Đấy, đặt cái image vào đây. Đấy, cái footer chúng ta cũng để làm hai phần, một là cái giá 2 chấm, chỗ này ta đến để cái p đi, p giá 2.12345 d, ví dụ như này đi, ví dụ như vậy. Một cái nữa là p ta để là xem chi tiết. Thực ra p xem chi tiết này nó không phải là p, mà nó có thể dùng để liên kết a thăng, và cái xem chi tiết ta click vào cái thẻ A. Đấy, chúng ta nhìn cái xem chi tiết như này này, click vào nó là cái thẻ A. Thì chúng ta nhìn ra là trong cái khối item đấy, chúng ta phải chia nhỏ các cái khối để sau này mà bạn set S nó phù hợp hơn. Đấy, cho tất cả các loại màn hình khác nhau, ví dụ như vậy. Còn cái côn này để sau này chúng ta sử dụng để chia tỷ lệ này. Đúng chưa?
Và cái mà chúng ta lập nhiều sản phẩm nó chính là các cái côn này. Bạn chú ý là thầy copy này. Chỗ này bắt đầu thầy copy, copy nhiều đây này. Đấy. Rồi bạn code đến phần này cho thầy đi, code xong thì alo một cái. Nha. Yeah. Xong rồi thầy ơi. Rồi các bạn khác. Em chưa, đợi em tí, em vừa nãy em bận có việc. Xong rồi ạ. Thầy thầy cho em hỏi cái image kia là cái đường link thầy vừa đánh là trong file của mình đúng không thầy? Đây là cái file thư mục mình có đây, là mình copy cái phần thầy gửi vào hoặc là bạn ghi cái ảnh vào cái thư mục đó. Vâng. Cái file của mình thì để ở đây, ảnh mình để trong này, tức là mình vào image mình lấy cái ảnh ra đúng không? Đấy. Xong rồi. Thầy thầy truyền ảnh vào cái file vừa nãy em bảo là như nào thầy? Mình đấy có, em quên rồi. Mình phải có cái ảnh ở trên thư mục của mình, ảnh nào chả được. Vâng. Đúng không? Cần đâu phải là ảnh như của thầy. Còn cái thầy thì copy trên đấy thì giải nén nó ra thì copy nó vào thư mục kia thôi. Hiểu không nhỉ? Hoặc là lấy trên mạng download về. Ở đây thì thầy đang dùng cái ảnh có sẵn. Trên nhóm thầy có để cái file ảnh thầy gửi lên ấy, image.rarr ấy. Đào nó về thì lấy lại hoặc là đào trên mạng cũng được. Đúng không? Vâng. Đấy, chạy thử xem nó lên cái ảnh này chưa này. Cái này là ok rồi này. Đúng không? Ôi, màn hình đen xấu quá. Cho cái màn hình index này là cái đen là cái nào ấy nhỉ? Là cái anh này đúng không? Thay nó là cái màu khác đi. Cyan đi. Gray đi. Đó. Cho nó dễ đi. Cái này đi. Gray cũng xấu nhỉ? Lấy cái màu giống cái màu này cái cho nhỉ? Màu trắng đi, màu trắng ngoài thế. F6. Okay.
Thầy ơi, xong mấy cái ảnh mà nó có đuôi chấm GFIF ấy, nó không mở được trên này. GFIF thì không rõ cái nguồn, cái định dạng đấy là gì. Em mở hẳn đây, em download bằng PGPG hoặc là PNG cho nó dễ. Vâng. Chọn mấy cái ảnh JPG, PNG thông dụng. GIF thì cũng chưa dùng rồi đấy. Nó là một cái loại định dạng ảnh nhưng mà chắc chắn nó hiển thị trên Google được thì trên trên browser của em vẫn phải được. Đúng không? Những cái thứ mà em search trên Google nó ra, nó hiển thị hình ảnh thì trên HTML của em cũng phải hiển thị được mới đúng. Còn nó không hiển thị được thì chắc là nó do sai đường dẫn cái gì đấy. Rồi ok nhá. Quay sang index này. Bạn nhìn thấy copy bắt đầu từ cái deep cone này đến hết cái deep này. Bạn nhìn thấy viết đúng cấu trúc thì chúng ta sẽ thấy rất là dễ dàng để copy này. Ctrl C này. Ctrl V này. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. 8 đi. 8 cái đúng không? Thay đổi lại cái tên một chút. Cái đầu tiên của chúng ta là một, cái thứ hai. Chỗ này là rất nhiều bạn copy bị sai cấu trúc đấy nha. 2. Đấy. Cái này ta để lại ảnh số 3 này. Chúng ta có 4 ảnh thôi. Này ta để 4 này. Đấy. Tự nhiên cái này chúng ta sẽ phải để lại từ 1 này. Rồi bạn cứ sửa lại cho nó phù hợp cái của mình đi. 2. Đây là 4, 5 này. Nhưng vẫn là ảnh số 2. Đây là 6 này. Ảnh số 3 này. Ảnh số 7 này. Nó là cái 4 này. Đấy, ví dụ thế. Thì trên này chúng ta sẽ có được một cái một loạt như thế này. Đúng không? Bây giờ chúng ta đi set cho nó nằm dàn hàng ngang. Đấy. Cho nó dễ dàng. Xong chưa? Copy xong chưa? Xem chạy ra nó đúng như cái trang của mình đang chạy đi chưa. Đấy. Đương nhiên trên này bạn cũng có thể chạy nhìn thấy cái giao diện một chút. Đúng không? Rồi xong chuyển sang CSS. Phần này xong chưa? Nhớ là đúng cái cấu trúc nhé. Từng côn một nhé. Rồi, CSS này. Chúng ta bắt đầu từ cái mặc định ban đầu đi. Ta đặt lên trên này. Đây ta sử dụng min max. Ok này. Đấy, ví dụ như là ta bắt đầu từ cái section container. Đúng không ạ? Ví dụ thầy để một cái, thứ nhất là lớp container. Thầy để margin. Chỉnh lại cái tỷ lệ margin ban đầu là 1 rem. Bên trái bên phải là 10% chẳng hạn. Đấy, nó sẽ cách vào đây 10%. Chúng ta nhìn thấy rõ. Đúng không? Đấy. Một cái lớp thứ hai là lớp row. Chúng ta sẽ sử dụng cái display. Chúng ta dàn hàng ngang ra thì nó sẽ là flex, đúng không? Những cái ô này sẽ dàn ngang ra. Đấy. Chúng ta sẽ quy định cái flex
click wrap, chúng ta chọn nó là wrap để nó cho phép chúng ta xuống dòng, đúng không nhỉ? Theo cái tỷ lệ nào đấy, có thể đặt 2 thì nó sẽ là 2, đúng không? Đấy, đây là wrap. Ví dụ như là ở cái màn hình mặc định, cái to nhất mặc định đi, chúng ta sẽ dành cho cái côn, đúng chưa nhỉ? Côn ta để nó là 20% chẳng hạn, width 20%. Đấy, thì mỗi một cái này thì hiện tại thì đang xử lý là toàn bộ nó đều chia 20%, thì nó là 5 ảnh, 4 5, đúng không nhỉ? Nếu mà chia 6 ảnh thì nó sẽ là bao nhiêu? 6 thì bao nhiêu phần trăm, 100% chia 6 bằng mấy? À, tính toán, calculate, 100 chia cho 6 bằng, ô, gì đây? 100 chia 6 bằng 16.6666. Phải lấy một luôn là cái ví dụ như vậy là 16.666667. Chúng ta sẽ thấy có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cột, đúng không? À, ví dụ thế thì cái tỷ lệ này ta để mặc định ban đầu là như vậy, đúng không? Đấy, đến cái item bên trong này, ta sẽ thiết lập cái item bên trong là cái anh này này, đây ta thiết kế chia côn này được rồi. Bạn có thể lên đây để bạn xem cái côn chúng ta đã chia được 6 cột, 2, 3, 4, 5, 6, ok, kệ nó như vậy, đúng không? Đấy, hoặc là bạn đơn giản hơn, chia nó đơn giản hơn thì ta không thích chia 6 nữa, ta chia 5 thì 20% cho nó dễ nhìn, làm tròn, đúng không? Đấy, là 5 cột. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Đây là xong. Đúng thế không? Đấy. Thì chúng ta chưa cho tỷ lệ màn hình nào cả. Mặc định chúng ta đang thiết kế là chia là 5 cột. 100, mặc định nó 100%, chia 5 cột. Đúng không ạ? Cái chúng ta đi thiết kế cái item bên trong này. Đấy, chia cột như này rồi, ok nhé. Thì bắt đầu tất cả những cái định dạng bên trong này có thể nó giống nhau trên hầu hết tất cả các màn hình. Thì bạn sẽ thiết cập cái item ở đây trước. Item. Đấy, item. Có thể là bạn thiết kế cho cái vùng này thôi. Chúng ta có section item. Item thì bởi vì chúng ta thấy rằng là nó cách vào một chút để như này, đúng không nhỉ? Do cái ảnh này nó nhỏ nên là màn hình rộng chúng ta sẽ nhìn thấy nó rõ hơn, nhưng với cái màn hình nhỏ như thế này chúng ta thấy nó xít lại. Đấy, thế thì chúng ta sẽ thiết kế ở đây là ta có thể để cái item trong cái côn này thì bạn nên dùng là margin, tạm thời ta để 1 rem trên dưới trái phải là 1 rem. 1 rem nó to quá thì cho 0.5 thôi, 0.5 rem. Đấy, cách vào một chút như này, được chưa? Đây là phần item, trên dưới trái phải ta đều cách như thế, đều theo tỷ lệ như vậy. Nhưng còn cái image ở bên trong này chúng ta sẽ để là cái image chúng ta thiết kế là nó nằm ở bên trong các img đây này. À, đây item rồi, ok, item footer, ok, đúng không? Nhưng ví dụ như là chỗ này chúng ta sẽ thấy nó như cái bài khi nãy chúng ta mô tả ấy. Ta để ý đây lại một chút này, nó cách ra đoạn này, đoạn này khả năng là 1 rem, người ta cứ cho nhỏ đi một chút thì cái item nó gọn vào trong một chút rồi, đúng không? Thì bên tiếp theo là cái content này nó lại thụt vào trong một tí, được chưa nhỉ? Đấy, ta sẽ thiết kế cái content này thụt vào trong khoảng 0.5 nữa đi. Cái item này sẽ là, item này sẽ là màu trắng đi, đúng không?
Đấy. Thì ta sẽ đặt ở đây item 5 RAM background color bằng màu trắng thang FFF. Đấy, chúng ta thấy chỗ này thành hết màu trắng. Thấy chưa nhỉ? Đấy. Cái cấu trúc ta item là chứa toàn bộ cái container và item footer. Đấy, cái content này thì bắt đầu nó mới lại thụt vào trong một chút nữa. Đúng không? Thì bạn sẽ thiết kế chỗ này thêm một cái nữa là chấm content. Đấy. Ví dụ như bạn để cái margin là chấm 5 RAM đi. Để 5 RAM. Đấy, nó cách vào đoạn chỗ này chúng ta nhìn thấy rất rõ đây. Đấy, như cái này thì vẫn tràn ra. Được chưa? Đấy, chấm 5 RAM. Đấy. Ok. Nhưng còn cái footer item footer thì chúng ta sẽ để nó là một cái nó không cách vào, đúng không nhỉ? Đấy. Thì ta sẽ để cái background nó màu theo như cái màu thiết kế ở đây. Thì tạm lấy cái màu này là cái màu gì đấy. Giờ lấy cái màu không này đi. Theo mặc định của nó. Ok. Đấy, chúng ta thấy cái màu này nó xám hẳn đi. Đúng không? Tương ứng như thế. Cái ảnh thì nó nằm ở trong cái content. Được chưa nhỉ? Thì chúng ta lại có thể thiết kế một cái content.img. Trước tiên là sau này ta sẽ làm thêm một cái vài cái thành phần nữa. Ta để cái chỗ này nó là position relative. Ra không cần position relative đâu. Overflow hidden. Nó chống nó tràn ra ngoài. Cái này chúng ta nhìn thấy nó gọn hẳn vào trong. Đúng không? Đấy. Chỗ này content item 5. Người ta thấy cái không giống rồi. Cái này nó cũng cách vào mà. Cái content này nó phải cách vào một chút. Thế thì chúng ta phải đặt ở đây content margin 5 RAM là đúng rồi. Margin 5 RAM. Rồi tiếp theo đi, footer này, image này. Một cái nữa, chúng ta có cái class image mà có chứa ảnh img. Chúng ta để độ rộng width 100%. Đấy, ảnh nó nằm gọn vào trong này. Đúng không nhỉ? Đấy là những cái mặc định chúng ta thiết kế nó như vậy. Có một bạn nào đó nhắn tin trên group, khi nào ta dùng cái này, khi nào ta dùng cái này, bạn nào trả lời cho thầy cái xem nào. Nhất là chúng ta làm cái bài menu đa cấp, khi nào ta không dùng và khi nào ta dùng, ví dụ thế. Như chỗ này thì bài này thì nó không có tác dụng gì, dùng hay không dùng nữa nó như nhau, đúng không? Đấy. Tức là dùng như này thì tất cả các cái phần tử image nằm ở bên trong content thì đều chịu cái quy tắc này. Nhưng nếu chúng ta viết giống mũi tên này thì chỉ có những cái image mà có cha là cái class này thì nó mới chịu tác động. Chẳng hạn sau này bạn có thể làm cái ảnh ở phần chi tiết đây này. Thì nó sẽ không chịu tác động 100% ở cái này đâu. Đúng không? Đấy. Thì cái chỗ này nó liên quan đến là cái này thì có cha là cái này. Đúng không? Cái này thì có cha là cái này. Nhưng ví dụ trong này bạn thêm một cái ảnh nữa thì cái ảnh này nó không nằm trong cái này nhưng nó lại nằm trong content, ví dụ thế. Đúng không? Đấy. Rồi chúng ta chạy lại đây, chúng ta nhìn cái xem nó đã gọn chưa. Có vẻ là hợp lý rồi đấy. Nhưng sao cái margin này trên này chúng ta không nhìn thấy. Nghĩa ra nó phải thụt xuống dưới một tí cơ mà. Margin 5 RAM. Đúng chưa nhỉ? Đấy là thầy đang nói sát xít ở trên này. Đấy. Đấy.
margin chấm 5 RAM thì nó so với item. Item là chứa toàn bộ cái này rồi. Cho cái này vào đây là background cái cho nè. Red để nhìn. À, đây rồi. Cái anh image vẫn đang nằm ở trên này đúng không? Đấy. Inspect nè. Image. Content. Cái màu của chúng ta màu trắng. Màu trắng. Green. Để cho thêm cái padding vào đây cho này. Chấm 5 RAM. Đấy. Padding chấm 5 RAM thì cái dưới nó không ăn được đúng không? Cái này thì được rồi. Đấy. Thằng Hiếu đang cười đấy. Thằng Hiếu nó cười thầy từ trưa giờ đấy. Cái content này của chúng ta để cho vào đây là chấm 1 RAM cho nào. Một RAM margin. Không, cái này phải dùng nó là padding đúng không nhỉ? Chưa? Padding thì nó mới ăn thấy cái vùng này được. Được chưa nè? Các bạn sửa lại cho thầy một chút cái image padding. Đấy, màu này bỏ đi. Ok. Đấy. Cái margin thì nó lại có ăn được trên cái thành item đúng không? Như vậy chúng ta lấy được cái phần này rồi. Chỉnh lại cái H2 này một chút cho nó dễ dàng. Item, những cái item H2 chúng ta sẽ để cái font size nó khoảng nhỏ hơn đi. Chấm 9 RAM đi. Nó nhỏ lại. Đấy. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái này nó nhỏ đi một tí cho nó phù hợp. Đúng không? Chữ hoa chẳng hạn, chúng ta có text transform bằng uppercase đi. Transform cái chữ này thành chữ hoa. Đúng không? Hay là cho cái màu nó nhạt nhòa một tí. Đấy, tôi sẽ cái chút nào. Màu xanh, thử lại nó đi. Color
thăng 000. Nhưng bản chất là ta muốn cho nó đây đi. Đấy. Ok đúng không? Có thể cách ra một chút cái khoảng cách này. Đúng không nhỉ? Thì chúng ta có cách thay đổi ở đây. Cách trên thôi. Chúng ta cho cái cách đinh tốt. Không phải em chưa có nét. Thêm khoảng 0.5 rem nữa. Đó. Tại sao lại thêm 0.5 rem? Là do cách chúng ta thiết kế. Khi nãy ở trên này ta để là padding ở đây nữa, chúng ta cách cái này ra một chút. Đúng không? Đấy. Chỉnh lại cái này một tí cho nó thẳng hàng bên này. Đúng không? Thì nó cái phần đấy là phần footer. Đây này. Phần footer chúng ta để cái display. Click. Đấy. Và cái justify content space between. Tại sao lại dùng space between thì các bạn lại search lại cho thầy một cái kinh điển đấy. Flexbox. Nếu mà chúng ta xem ở trên cái sẽ switch flexbox này. Chúng ta cho là đúng không nhỉ? Đấy, căn cái cuối ở giữa hai bên. Thấy chưa? Thì trên này ta mới sẽ dùng cái flexbox để xử lý cái việc đấy cho nằm hai bên này. Đúng không? Ta muốn cái này nó cao hơn một chút thì chúng ta có thể sử dụng cái padding. Padding trên dưới 1 rem, trái phải là 0 để nó cách cái phần này. Đấy, nó cách cái này ra. Đúng không? Đấy, cái padding này. Đấy, thầy gửi cái gửi cái link trang của nó thầy vào đi thầy. Vào nhóm nó từ buổi đầu cơ mà. Đúng không? Ừ. Thì em không biết. Trời ơi, học hành thế đấy. Đúng không nhỉ? Để tập trung chứ. Những cái nguồn tài nguyên cung cấp sẽ trick cho là các cái blackbox select generator chúng ta đều dùng đến. Đấy, ok đúng không? Chúng ta thấy là cái này nó có thể cách ra một chút nữa cũng được. Nó sát quá so với những cái chúng ta nhìn. Đúng không nhỉ? Nó phải cách ra một tí. Thì chỗ này chúng ta không để là không nữa mà chúng ta có thể là chấm 3 rem đi. Đấy, để nó cách nó vào đây. Thì nó không sát lè. Nó vừa phải. Đúng không nhỉ? Đấy. Những chỗ này bạn có thể cách vào trong một tí nữa thì chúng ta đặt vào. Để xem chi tiết. Là cái thẻ A ở trong cái item footer. Đúng không nhỉ? À, ta muốn nó màu đen đen một chút. Hover đến thì nó màu xanh xanh chẳng hạn, ta lấy thế. Thì chúng ta chỉ định nghĩa cho cái footer này thôi. Chấm footer. Là gì? A đúng không nhỉ? Đặt color màu thăng như nãy thầy đặt là ép mấy đấy. Giống màu ở trên hoặc là nó đen hơn một chút nữa. Thăng DDD như này. Đấy. Để mở quá. 000. Sau đó là cho nó nhạt đi tí. Đó. Ví dụ thế. Đấy. Nhưng hover đến vẫn là cái này. Hover đến ta đổi cái màu thành màu khác. Ví dụ thấy cái màu luôn ở đây trên này. Màu này đi. Đấy. Ctrl C ta đặt cái màu này vào. Thăng. Đấy. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái màu nó trông nó à, đây là hover. Nó thêm ở đây là gì? 2 chấm hover. Đã có cái màu nó
xanh xanh một chút. Đấy, bạn để làm đẹp bạn sẽ thấy rằng là nó mất rất nhiều cái công tiết, công sức đây chứ không ít đâu. Đúng không? Cái màu này bạn cũng có thể thay đổi một chút nữa. Đúng chưa nhỉ? Đấy, bỏ cái dấu gạch chân đi chẳng hạn. Thì ta để cái text decoration ở đây. Đặt bằng nan. Đấy, tạm thời là chúng ta đang thiết kế được. Ok. Đúng không? Phần này thì cái này thì phải để sau tí đi. Tạm thời đến đây chúng ta viết cho các cái thành phần dùng chung rồi. Bây giờ nó chỉ liên quan đến response cho các cái màn hình khác nhau và cách chúng ta thể hiện bao nhiêu cột trên cái độ rộng wide đấy. Xong chưa? Đến phần này xong chưa? Alo? Rồi ạ. Bây giờ người ta respond nhé. Ví dụ như là màn hình, cái màn hình nhỏ nhất đây này, người ta sẽ để một cột thôi. Đúng không nhỉ? Một ô thôi. Thì hiện tại là chúng ta đang để cái côn này là bao nhiêu? 20%. Đấy, nhỏ nhất thì chúng ta nên bỏ cái kích thước này đi. Ta copy cái thành phần thứ nhất này. Container này. Bắt đầu từ màn hình nhỏ này. Đấy, ta sẽ không để 10% nữa với cái màn hình nhỏ như này. Đúng không? Ta cũng để khoảng độ nhỏ hơn. Chỉ là nhỏ hơn 0.5 rem thôi. Đấy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái code của chúng ta sẽ đổ rộng là width 100%. Chúng ta sẽ thấy có một, bạn thấy là với màn hình thiết bị màn hình nhỏ chúng ta để có một cột. Được chưa nhỉ? Như cái phông này chúng ta đang nhìn nó to này. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó đang to này. Nó to hơn so với cái anh này. Thì thông thường trên này bạn sẽ để cái font size nó nhỏ đi. Font size nó khoảng độ 10 pixel thôi. Đấy, chúng ta thấy nó có vẻ nhỏ, ngọt ngào hơn. Đúng không? Đấy. Đó là cái kỹ thuật chúng ta respond từ các kích thước màn hình khác nhau. Đúng không ạ? Rồi đến cái màn hình to hơn thì chúng ta copy cái này tầm 400 đến 500. Chúng ta sẽ lựa chọn là cũng có thể để 5 rem. Hoặc là chúng ta để giống hệt ở trên. Đúng chưa nhỉ? Nó to hơn một tí như này. Đúng không? Đấy. Thì ta vẫn để giống như trên thì chỗ này bạn có thể bỏ đi này. Và cái fan chúng ta cho nó tăng lên một tí cho nó nhìn cho đẹp. Kia là 10, 11 pixel. Đấy, chúng ta sẽ giãn nó ra. Đấy, ta để đấy. Rồi, cái này ta để giống nhau thì ta cứ cho vào đây đi. Đúng không? 5 rem 100%. Đây nhỉ? Phần này là đẹp rồi. Nhưng với màn hình từ 570 cho anh này, thậm chí là thực ra là 570 thì bạn có thể để nó là 50% đi. Đó, 570 nó ra khoảng này. Đó, đúng không? Tầm như này thì có lẽ là chúng ta cũng nên để kích thước nó phông này khoảng 10 đi. Vì cái item này nó nhỏ mà. Đúng chưa? Make up the file.
Cái này chúng ta có thể để làm 3 phần. Như cái font size chúng ta tăng lên một tí. Font size ta để là 12 pixel. Đấy, và cái này chúng ta copy Ctrl C. Ctrl V. Đúng không ạ? Cái này ta để là chia làm 3, tức là bạn sẽ có 33.33333 khoảng 64 số. Đấy, thì cái này chúng ta sẽ hiển thị là gì? Là 3. Đúng không? Đấy. Khá ok đúng không nhỉ? Ta chia làm 4. Chia làm 4 thì chúng ta với màn hình này nó thường là dạng tablet desktop. Bắt đầu từ đây chúng ta có thể vẫn chỗ này chúng ta vẫn có thể để làm 3. Giống như thế này. Ctrl C. Đúng không? Ctrl V. Cái phông chữ ta để vẫn là 12 đi. Như này. Nhưng cái container này này chúng ta sẽ cách trên cách dưới ta để 5 RAM. Nhưng trái phải ta để khoảng 10%. Đấy. Để cho nó ví dụ màn hình rộng. Container. Đấy, nó như này. Đúng không? Nó là 3 thành phần. Đấy. Chúng ta sẽ thấy đây là 10%. Nhưng thực tế là bạn có thể khác, đây là 9. Thôi để 10% đi. Đúng chưa? Nhưng với màn hình từ 920 đến 19 này này, chúng ta lại copy cái anh này. Ta muốn để nó là 4 phần chẳng hạn. Thì bạn sẽ chia cái này còn là bao nhiêu? 25%. Đấy. Nhưng cái margin 0 chúng ta để là 0 auto. Và cái thứ hai bạn nên cố định width cái này. Ví dụ như thầy quy định với màn hình này từ 920 đến đây thì thầy để width ở đây là 992 pixel đi. Đó. Để ta xem là với màn hình đấy chúng ta đang để là hạng 4 đúng không? 3 này. 4 này. Đấy, 4 thì ta để 992. Nhưng rộng hơn một tí nữa xem nào. Đấy. Thì tất cả cái này đều là 992 hết. Đúng không? Bạn hình dung chưa nhỉ? 992 độ rộng. Đấy. Thì tại sao lại 992 cho nó to đến 119 thì tạm chỉ để kích thước này thôi. Cái padding này là trên là dưới. Còn cái auto này rộng canh giữa cái màn hình. Đấy là cái mà chúng ta thường dùng. Cái phông chữ của màn hình này chúng ta tăng lên một chút font size là 14 pixel đi. Đấy. Copy xuống cái màn hình dưới là đến 1500. Từ 1200 đến 1500. Thì bạn cũng nên để 5 RAM không auto. Và cái này chúng ta thường để nó là 1170. Đấy. Và ta vẫn để là 4. Ta vẫn để là 4. Đúng chưa nhỉ? Như này. Đúng chưa? Đấy. Nhỏ lại. Làm một cái tỷ lệ kích thước khác này nhé. Đấy, tùy theo cách chúng ta design cái container. Đấy, là phần 4. Đúng không? Tương tự như vậy, ta muốn chia làm 5. Chỗ này thì ta cho phông nó size nó cao lên một chút. Phần size 15 xe. Đúng không? Chỗ này ta copy xuống màn hình dưới này. Loại từ 1600. Chúng ta để tầm này thôi. 25%. Font size để là 16 pixel. Cái màn hình này ta để giống nhau. Hoặc là phông này ta cho to lên một tí. Đấy. Có lẽ thầy copy cái này Ctrl C. Ctrl V. Đúng không nhỉ? Thế trên này, ở chỗ này thì ta để 20 thôi. Màn hình từ 16 này.
nó để 20%. Đúng không ạ? Tức là 5 cột. Ta sẽ thấy rằng là ở đây chúng ta chỉ còn 5 cột thôi. Được cái khoảng cách này vẫn là đây sao lại 4 cột. Thế màn hình này là bao nhiêu? À có 4 thôi đúng không nhỉ? Đấy. Cái độ wide này của chúng ta. Đây thì để chỗ này chúng ta dễ nhìn hơn. Thì bây giờ là mình vào trong này nó sẽ có cái điều kiện nữa thay vì là key bằng nhau. À. Thì cái này thì dễ nhìn. Chỗ này thầy để ví dụ như là 1600. Đúng chưa? Nó là 1 2 3 4 5. Đấy. Ví dụ như là bây giờ là khá là ổn đúng chưa nhỉ? Cho các thành phần. Đúng chưa nhỉ? Ta có thể để thêm cái khung ở đây nữa cho cái màu này nó dễ nhìn này. Đấy. Thì lúc này chúng ta những cái response này chúng ta không phải thay đổi gì cả. Ta chỉ thay đổi trên này một chút cho những cái dùng chung. Ví dụ như là cái item. Item ta cho thêm cái border. Một ta để cái màu này giống cái màu footer ấy. Màu nền footer ấy. Đâu? Đây. F0. Ta sẽ để cái này là thăng F0. Cái này nó dễ dàng hơn. Đấy, cái khung của chúng ta. Đấy chơi nhỉ? Đấy. Nhìn là cũng đẹp đẹp đấy chứ. Đấy chưa? Đây là 5. Thêm một chút nữa. Nhưng ví dụ ta cho nhỏ lại 4. Đúng chưa? 3. 2. Một đúng không? Đấy là cái cách mà chúng ta thường dùng để respond cho các cái tỷ lệ màn hình khác nhau. Ok chưa nhỉ? Đúng không ạ? Thấy chưa? Các bạn có vấn đề gì không? Ok. Cái nội dung để chúng ta thực hành cho các phần này thì bạn nên làm thực hành từng phần giống như cái thầy đang làm đây thôi. Chúng ta định dạng CSS chi tiết cho từng phần và sau đó đưa vào cái khối response nó như thế này. Đấy, chúng ta học cách chúng ta chia nó rất là dễ. Màn hình nhỏ để 100, chia đôi, chia 3, chia 4, đúng không? Hai cái thứ chúng ta thường dùng là chia cho các khối phân chữ và các cái tỷ lệ cột chúng ta muốn chia. Đúng không nhỉ? Đấy. Bài thực hành thì các bạn sẽ làm, các bạn sẽ tham khảo sau phần set đấy. Chúng ta sẽ có một cái đầy đủ ở đây. Ta chọn cái nào đó để chúng ta respond từng phần. Có một lần mình lấy được cái này. Đây cái front end của chúng ta. À, thì trên này nó sẽ có rất nhiều các cái dự án front end để chúng ta bắt đầu CSS thuần cơ bản, ví dụ led skin, ví dụ như là cái cảnh. À, chẳng hạn như là chúng ta nhìn thấy có một cái trang như là trang index đây chẳng hạn. Bạn sẽ tập thiết kế bằng các kỹ thuật đấy. Đúng chưa? Đây chính là cái cách mà chúng ta chia côn. Đúng không nhỉ? À, trên cái phần này. Đúng không ạ? Ta sẽ bằng cái công nghệ sẽ thuần thông thường. Sau này khi áp dụng với framework như là Bootstrap, chúng ta sẽ dùng cái Bootstrap chúng ta làm việc. Hay là cái trang sản phẩm. Đúng không ạ? Đấy là cái thành phần này. Đúng chưa? Nó chính là cái cách mà chúng ta vừa làm. Và khi mà chúng ta respond lại thì chúng ta sẽ respond. Đúng chưa nhỉ? Đã cho anh Liêm quá. Học mà còn tranh thủ ăn cơm nữa thì làm sao mà code được. À, thầy nói thầy giải thích còn chưa học đến đâu chứ lại còn. Thế thì đến khi bao giờ, khi nào mới thành nghề được? À, Thanh Liêm. Synchronous, tức là chạy tuần tự.
Tại thầy là gì ạ? Học thế thì làm sao mà thành nghề được? Đói quá trời ạ, thôi ăn cơm tạm. Em học đến 4 lần nữa thì lại học lại rồi. Ở đây các bạn xem. Thầy gửi em cái bài vừa rồi đi ạ. Bài thầy vẫn gửi ở trên các cái thư mục. Các bạn học, các bạn theo dõi vẫn có đầy đủ các cái video và code, mã nguồn. Đấy, ví dụ như ở đây chúng ta có các cái trang. Thì ngoài cái việc sử dụng framework cho hiện tại, các bạn hoàn toàn có thể thiết kế được một cái giao diện web. Đương nhiên thầy chưa đòi hỏi là nó phải đẹp đẽ đến mức độ chi tiết, nhưng ít nhất nó cũng phải tạo được ra một cái khung như này. Rõ ràng thầy, như thầy vừa tạo ra là nó chưa được đẹp chi tiết, bởi vì nó sẽ nhìn nó sẽ xấu hơn, là do cách chúng ta chưa xác định được đúng kích thước phông chữ, màu sắc của phông chữ để chúng ta ghép nó vào. Nhưng về mặt bố cục nội dung thì các bạn sẽ hình dung rằng là hoàn toàn chúng ta có thể thiết kế được, đúng không nhỉ? Đấy, cho đến thời điểm hiện tại chúng ta chưa cần dùng cái gì cả. Từ kiến thức ban đầu đến phần học bây giờ là chúng ta với một cái tâm thế rèn luyện đầy đủ từ đầu đến bây giờ thì hoàn toàn bạn thiết kế được những cái trang như thế này. Nó chỉ hơi mất công, hơi mất thời gian thôi. Công cụ chúng ta học là CSS, HTML chia bố cục nội dung, rồi là CSS cho nó đúng thành cái khuôn dạng. Màu sắc chúng ta có thể đặt nó vào màu, còn nó chưa đẹp hơn dư cái trang thiết kế là về mặt phông chữ thì đương nhiên chúng ta sẽ chọn phông chữ phù hợp, đo lại kích thước và tỷ lệ các cái màn hình thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ hình thành được một cái trang front end mà những cái nhà sử dụng lao động họ sẽ dùng, đúng không nhỉ? Đấy, chúng ta phải cố gắng làm được đến mức độ như vậy, đúng chưa? Thì đây là một cái phần mà thầy vừa lấy trích ra ở trong cái nội dung này thầy thiết kế. Một cái phần nữa là trước đây chúng ta đã làm một cái menu, đúng không? Đấy, chúng ta đã làm các menu ngang dọc. Cái trong bài này thì không có menu đa cấp, cái banner, một cái ảnh, đúng chưa nhỉ? Chúng ta có header, chúng ta chia ra, đúng thế không ạ? Đấy, chúng ta có phần top để chúng ta đặt nó vào display, flex, justify, vân vân. Đấy, để chia cột là tỷ lệ bao nhiêu. Đấy, cột này tỷ lệ bao nhiêu. Chúng ta có thiết kế riêng một cái phần, đúng không? Phần thế này chúng ta có thể lấy cái ảnh, chúng ta thiết kế chia ra là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Đấy là với có thể thiết kế được cái công cụ như thế này. Và khi mà đảm bảo rằng là chưa cần đến mức độ tuốt tắt lại, nó chỉ cần hình thành một khung như này thôi là bạn đã đạt được một cái yếu tố cũng khá là quan trọng, đúng không? Bằng cái cách thiết kế tương ứng. Như vậy thì trong cái dự án này bạn có thể chọn, thầy nghĩ là chọn cái này đi, hoặc là một cái nào đó ở trong này. Cái này có lẽ là cái cổ kính nó đơn giản nhất để chúng ta xử lý. Các bạn hình dung chưa nhỉ? Đấy, đây là cái phần mà thầy sau phần CSS sẽ phải hoàn thiện được. Còn sau này người ta dùng framework ấy, thì chẳng qua nó sẽ nhanh hơn thôi. Đấy, nhanh hơn để chúng ta có thể sử dụng thành phần. Các bạn có thể dùng ra cái vấn đề chúng ta đang từng bước để triển khai cái phần mà ta muốn không đấy nhỉ? Cố gắng. Có thể. Bạn phải dành nhiều thời gian để hoàn thiện cái đó. Chứ thời gian là thầy e chừng là cũng sẽ khó đấy. Làm việc một cách đầy đủ, một cách nghiêm túc, dành thời gian cho nó. Cái tài nguyên này thì thầy sẽ share cho các bạn bắt đầu từ CSS, như là cái buổi đầu thầy hướng dẫn đấy, đúng không nhỉ? Để ta cố gắng. Những bạn nào học đầy đủ, ok, Ctrl C này. Đấy, để ok, đúng không? Đấy. Đây là các cái dự án
panel. Đấy chưa nhỉ? Có thể thiết kế với HTML5 CS3, tức là thầy chưa dùng bất kỳ cái công nghệ nào tiếp theo. Cho đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã làm được cái việc đó. Chúng ta sẽ dành cái thời gian để chúng ta, đương nhiên là bạn làm đẹp được như bản thiết kế thì nói chung là có khi chả cần học phần sau, đúng không nhỉ? Thầy share vào trong mail cho các bạn đăng mail khi các bạn đăng ký nhá. Ok chưa? Đấy. Rồi nhé.